Chào mừng các em đến với giờ toán hình học lớp 6 ngày hôm nay. Trước khi học bài mới thì cô sẽ kiểm tra phần bài cũ. Bài tập cho TOX trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa TOX, vẽ TOY, OZ sao cho góc XOY bằng 120 độ, góc XOZ bằng 60 độ. Câu A, vị trí OZ như thế nào đối với OX và OY? Câu B, tính góc YOZ. Câu C, so sánh góc XOZ và góc YOZ. Đầu tiên ta vẽ TOX, sau đó dùng thước đo độ ta sẽ vẽ góc XOZ bằng 60 độ và góc XOY bằng 120 độ. Thì ta thấy trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa TOX thì ta có góc XOZ bé hơn góc XOY, tại vì 60 độ bé hơn 120 độ nên ta kết luận TOZ nằm giữa hai TOX và OY. TOZ nằm giữa hai TOX và OY, cô suy ra được góc XOZ cộng góc ZOY bằng góc XOY. Thế số đo vào cô tính được góc ZOY bằng 60 độ. Thì ta so sánh ta thấy góc XOZ sẽ bằng góc ZOY bằng 60 độ. Ta qua bài mới, tia phân giác của góc. Phần một nhỏ, tia phân giác của một góc là gì? Thì tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. TOZ là tia phân giác của góc XOY khi TOZ nằm giữa hai TOX và OY. Và điều kiện thứ hai là góc XOZ bằng góc ZOY bằng 1 phần 2 góc XOY. Hai nhỏ cách vẽ tia phân giác của một góc. Ví dụ cho góc XOY bằng 64 độ, vẽ tia phân giác OZ của góc XOY. Cách 1, ta dùng thước đo góc. Vẽ góc XOY bằng 64 độ, sau đó ta vẽ góc XOZ sao cho XOZ bằng 64 chia 2 bằng 32 độ. Cách thứ hai là ta gấp giấy. Bước 1, ta vẽ góc XOY lên giấy trong. Bước thứ hai, ta gấp giấy sao cho cạnh OX trùng với cạnh OY. Bước thứ ba là ta vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. Cô có bài tập số 1, hãy vẽ tia phân giác của các góc sau. Câu A, góc XOY bằng 50 độ. Câu B, góc MON bằng 60 bằng 90 độ. Câu C, góc AOC bằng 120 độ. Rồi, ta sẽ vẽ tia phân giác của ba góc này ra. Thì qua quan sát các hình vẽ này cho cô biết thì mỗi góc không phải là góc bẹt sẽ có mấy tia phân giác. Thì ta thấy mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có một tia phân giác. Ta làm bài tập chấm hỏi trong sách giáo khoa vẽ tia phân giác của góc bẹt XOY. Ta vẽ góc bẹt XOY thì góc bẹt này nó chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng thứ nhất và nửa mặt phẳng thứ hai. Ta vẽ tia phân giác OZ của góc XOY trên nửa mặt phẳng thứ nhất và vẽ tia phân giác OZ phẩy của góc XOY trên nửa mặt phẳng thứ hai. Thì ta thấy góc bẹt nó sẽ có hai tia phân giác là hai tia đối nhau và ZZ phẩy là đường phân giác của góc bẹt XOY. Ta sang phần 3 nhỏ chú ý. Thì ta trở lại hình vẽ thì ta có góc XOY và cô có OZ là tia phân giác của góc XOY. Giờ cô mới vẽ đường thẳng ZZ phẩy. Thì ZZ phẩy là đường phân giác của góc XOY. Thì đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. Thì ở trên hình vẽ này thì ta thấy đường thẳng TT phẩy là phân giác của góc MON. Rồi, hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Cho góc XAY bằng 110 độ, AT là tia phân giác của góc XOY, số đo của góc XAT là câu A 35 độ, cô B 45 độ, cô C 55 độ, cô D 65 độ. Thì ta thấy số đo của góc XAT sẽ bằng số đo của góc XAY chia 2 bằng 110 độ chia 2 bằng 55 độ. Rồi bài tập kế tiếp cho góc XOY bằng 64 độ, TOZ là tia phân giác của góc XOY. Tìm góc XOZ và góc ZOY. Thì ta thấy OZ là tia phân giác của góc XOY nên góc XOZ sẽ bằng góc ZOY bằng góc XOY chia 2 theo tính chất tia phân giác của góc.
Thì ta thế góc XY bằng 64 độ vào thì ta tính ra được bằng 32 độ. Rồi bài tập 32 trang 87 sách giáo khoa. Khi nào ta kết luận được TOT là tia phân giác của góc XY? Chọn câu đúng trong các câu sau. OT là tia phân giác của góc XY khi câu A góc XOT bằng góc IOT, câu B góc XOT cộng góc TOY bằng góc XOY, câu C góc XOT cộng góc TOY bằng góc XOY và góc XOT bằng góc IOT, câu D góc XOT bằng góc IOT bằng góc XOY chia 2. Thì trước khi làm bài này thì cô sẽ hướng dẫn cách diễn tả tia phân giác của một góc bằng các cách khác nhau. OZ là tia phân giác của góc XOY khi và chỉ khi nó thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là OZ nằm giữa OX và OY. Điều kiện thứ hai là góc XOZ bằng góc ZOY. Hoặc ta có thể diễn tả theo cách khác, đó là góc XOZ bằng góc ZOY bằng góc XOY chia 2. Vậy thì dựa vào cách đó thì ta thấy câu A góc XOT bằng góc IOT nó thiếu một điều kiện là nằm giữa. Vậy câu này sai. Câu B góc XOT cộng góc TOY bằng góc XOY. Thì từ đây ta chỉ kết luận được OT nằm giữa OX và OY thôi, chưa có điều kiện thứ hai. Vậy câu này sai. Câu C góc XOT cộng góc TOY bằng góc XOY và góc XOT bằng góc IOT đúng. Câu D góc XOT bằng góc IOT bằng góc XOY chia 2. Câu này đúng. Đây, các khẳng định sao đúng hay sai? Vì sao? Ở hình thứ nhất, ON là tia phân giác của góc MOB. Thì ta thấy góc MOB là góc vuông bằng 90 độ. Vậy thì ở đây góc NOB bằng 45 độ. Vậy câu này đúng. Rồi ở hình thứ hai ta thấy góc AOB không có bằng với góc BOC theo ký hiệu thì ta thấy không bằng nhau, do đó OB không là tia phân giác của góc AOC. Vậy ở câu B, OB là phân giác của AOC sai. Ở hình vẽ thứ ba ta có góc COE bằng góc OD. Vậy ta kết luận OE sẽ là tia phân giác của góc COD. Vậy câu này đúng. À, cô hướng dẫn mấy em vẽ tia phân giác của một góc ta sử dụng compa. Bây giờ ta vẽ góc XOY, ta lấy O làm tâm, ta quay một cung tròn bán kính bất kỳ. Thì cung tròn này sẽ cắt hai tia OX và OY tại hai điểm. Từ hai điểm này mấy em mới vẽ hai cung tròn có bán kính bằng nhau. Rồi, quay một cung tròn thứ nhất. Rồi giữ nguyên bán kính này. Lấy một điểm trên cạnh OY, ta quay cung tròn thứ hai, hai cung tròn này sẽ cắt nhau tại một điểm. Rồi từ điểm đó ta nối với điểm O được tia phân giác của một góc. Đó là cách vẽ tia phân giác của một góc dùng compa. Rồi, ta sử dụng tia phân giác, ta vẽ tia phân giác của một góc bằng thước Eke. Trên mỗi cạnh ta lấy hai đoạn bằng nhau. Từ hai đoạn này ta dùng Eke ta vẽ vuông góc vào. Thì hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm điểm này nối với điểm O, ta được tia phân giác của một góc. Rồi hướng dẫn một cách kế tiếp, ta sử dụng cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề. Ta sử dụng đặt thước hai lề trùng với cạnh OX, ta vẽ một đường thẳng. Sau đó ta đặt thước hai lề trùng với cạnh OY, ta vẽ một đường thẳng. Thì hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại một điểm, nối điểm đó với điểm O, ta được tia phân giác của một góc. Ai về nhà mấy em sẽ nắm vững cho cô tia phân giác của một góc, đường phân giác của một góc, rèn kỹ năng nhận biết một tia là tia phân giác của một góc, tự luyện cách vẽ tia phân giác của một góc, làm cho cô các bài tập 30, 34, 35, 36 sách giáo khoa và chuẩn bị cho cô bài tập phần luyện tập. Rồi, tiếp theo.